Ơi, buồn buồn ra đứng bờ ao, đái xong một bãi, chả hiểu sao mình lại buồn. Ai, buồn quá mọi người ơi, trời đất ơi. Mình chờ mấy hôm nay mà Pixelmon vẫn chưa được 100.000 lượt xem. Hôm nay mình phải làm một cái gì đó mới được. Ôi, à quên, hello xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Mình là Vũ Lít và đây là cái nhà của mình nè. Mọi người thấy cái nhà của mình có đẹp không? Đó, thì cái nhà này là nhà cấp 4, cái nhà nghèo nhất trong thôn các bạn ạ. Nhà của mình nó không có nhà vệ sinh, cho nên là bây giờ mình phải đi tới nhà của bác tiến sĩ để đi ỉa nhờ mọi người ơi. Chứ bây giờ mình buồn ỉa quá, mình phải đi ỉa nhờ thôi. Các bạn thấy nhìn này, nhà của mình ấy, nó chỉ có một cái giường, một cái dương và một cái bàn chế tạo thôi. Nhà rất là nghèo, nhà cấp 4 nè. Đó, bây giờ mình phải chạy qua nhà bác. Ôi, sao hôm nay thời tiết kỳ lạ vậy? Thời tiết kỳ lạ quá mà mấy cái đống lửa ở mấy cái đuốc này nó bay này. Cả lá cây cũng rơi rụng nhiều quá ta. Có vẻ có gì đó không ổn ở ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ mình buồn ỉa quá rồi, mình phải đi tìm nhà bác tiến sĩ để mình đi ỉa nhờ thôi. Ây, ai mót quá, thế thôi mình chạy nhầm đường thôi. Nhà bác tiến sĩ, ôi mình phải chạy qua nhà bác tiến sĩ, đây rồi. Nhà bác tiến sĩ, ngôi nhà nguy nga và tráng lệ nhất xóm. Bởi vì đây là bác tiến sĩ cho nên là bác có rất là nhiều công trình kiến trúc cho xóm, nên là xóm rất là biết ơn và xây tặng cho bác một căn nhà này. Hello, nhà bác tiến sĩ đẹp ghê, hoành tráng ghê. Nó khác hẳn với nhà của mình. Nhà của mình chắc bằng cái hô xí của nhà bác tiến sĩ quá. Đây là phòng đọc sách à? Mình không nên vào. Mình ngu học cần gì phải đọc sách. Ôi, đây là bàn tiếp khách của bác tiến sĩ. Mình ngồi nè. Dạng háng nè. Quá đẹp trai luôn. Ê, đây kiểu như là cái bể cá của bác tiến sĩ à? Wow, nhà bác tiến sĩ nuôi nhiều cá quý quá ta. Hình như là bác tiến sĩ mới hôm nay có xem cả cái series mèo con đi câu cá của Vũ Lý hay sao á. Nên là bây giờ bác tiến sĩ hứng lên nuôi cả cá ở trong nhà. Ấy sao mà qua cái mùa Noel rồi mà vẫn có thông ấy nhở? Nhà bác tiến sĩ vẫn trồng cây thông nè, có cả đèn nháy nữa này. Nhà bác tiến sĩ nhiều đèn nháy ghê luôn ha. Bác tiến sĩ này giàu có ghê, đúng là giúp dân được dân khen. Ấy chà chà, đây là còn cái gì đây? Đúng là nhà bác tiến sĩ có khác. Trời ơi, hiện đại ghê, ấn một cái là ra một bộ đồ luôn. Trời, táo vàng nữa. Trời, nhà bác tiến sĩ giàu ghê luôn. Đúng là toàn những cái đồ tự động thôi, mình phải đeo mấy cái này vào người mới được. Wow, nhìn mình thật đẹp trai. Chắc mình xin bác tiến sĩ không nói gì đâu. Thôi mình để mình lên mình nhờ cái rồi mình cảm ơn bác tiến sĩ luôn. Ôi, bác tiến sĩ không có nhà à? Ủa, chết rồi, cái nhà vệ sinh của bác tiến sĩ đâu rồi? Chết rồi, mình phải đi kiếm cái nhà vệ sinh của bác tiến sĩ thôi. Chứ buồn ỉa quá rồi. Trời đất ơi, trời ơi, bác tiến sĩ để cái nhà vệ sinh ở ngay trong nhà đọc sách luôn. Mà sao mình tìm nãy giờ mấy vòng mà vẫn chưa thấy mọi người ơi. Mình sẽ đi một cái. Phê. Wow, phê quá. Ủa, nhưng bây giờ mình lấy gì để chui đít bây giờ? Trời ơi, trong đây không có nước rửa tay, không có nước chui đít các bạn ơi. Thôi mình sẽ lấy tạm mấy cuốn sách của bác tiến sĩ để chùi đít mới được. Ok, xong rồi, thoải mái quá. Ôi mà từ sớm mình lên trên lầu thấy bác tiến sĩ không có nhà các bạn ạ. Để mình lên để xem hôm nay bác tiến sĩ có cái gì hay ho không nào. Sao mình ngửi thấy cái mùi gì nó thối vậy? What the? Hình như nó phát ra từ đây. Ôi trời ơi, cái bộ đồ này chắc là bác tiến sĩ mặc được cả năm rồi chưa giặt. Mình phải giặt phụ bác tiến sĩ thôi. Rồi bác tiến sĩ ơi là bác tiến sĩ. Trời ơi, có bộ đồ mà thôi mà mặc bao nhiêu lâu vẫn chưa kịp giặt. Ui, cái ghế sofa này nghe đồn mắc lắm này. Phê. Ghế này ngồi phê quá. Ủa cái gì đây? Ủa cái này là mình thấy đây là đầu tiên luôn đấy. Cái gì đây? Khu vực nghiên cứu. Rồi, đây cũng có cả cái ống nghiệm gì nữa này. What? Ai, có một cái giường. Bác tiến sĩ á. Ủa bác tiến sĩ. Ủa bác tiến sĩ đâu rồi? Bác tiến sĩ ơi. Đây là những công trình nghiên cứu phục vụ cho dân làng ở tương lai. Mình đã bỏ ra 6 năm 9 tháng để nghiên cứu. Cuối cùng cũng sắp thành công rồi. He. Cái gì ấy nhở? Công trình gì nhìn hay vậy ta? Mình có thể đụng thử không ta? Hình như mấy cái này nó chưa xong. Mà sao nãy giờ mình cứ sờ hoài mà chẳng thấy có gì hết thay đổi hết nhở? Có vẻ như mấy cái này nó chưa xong. Ui mà trời mưa rồi. Trời mưa thế này thì làm sao mà về đây mọi người ơi. Trời ơi, tự nhiên trời lại đổ mưa thế này. Trời đổ cơn mưa. Cái gì đấy? Ô tự nhiên có cái gì này? Water matching set to lighting. Cái gì đấy nhở? Ui, đây là ngoài nhà của bác tiến sĩ à? Nhìn lạ ghê ha. Ôi mình thấy mây đang ngày càng nhiều hơn đấy sao nhở?
Ghê quá à. Mưa bắt đầu chút xuống rồi nè. Hê. Ê. Ui. U. U. Cái gì đây? What? Ôi. Cái máy này do bác tiến sĩ làm à? Ôi, bác tiến sĩ đang làm cái máy gì thế? Nhìn lạ vậy. Ôi. Ôi, gió to thế. Làm sao để ngừng nó lại? Làm sao để ngừng cái gió này lại? No, gió to quá. No. Trời ơi. À đúng rồi, mình sẽ ấn thêm một lần nữa để tắt cái máy đi. Tắt đi. Cái gì đây? Ôi hình như nó càng to hơn hay sao đấy. Ôi trời ơi, gió càng ngày càng to à. No, tắt đi. À, cái gì đây? À, no, cái gì đây? Chạy. No, cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Oh shit. Ôi. No, help me. Mọi thứ bay hết lên trên trời rồi mọi người ơi. Help me. Help me, cứu tôi. Tôi đang làm cái gì thế này? No. Trời ơi, tôi bay lên trời rồi. No, chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? No. 2000 years later. Trời ơi, tôi bị cuốn đi đâu thế này? Trời ơi, đây là đâu và tôi là ai? No. Ngôi làng của tôi đâu rồi? Tôi bị cuốn đi đâu thế này? No. Có ai cứ không cứu tôi với? Ôi, sấm chớp đầy đủ hết. Trời ơi, đàn bò đàn heo của tôi bay lên trên trời rồi. No. Tôi đang ở đâu thế này? Cứu tôi. Help me.